Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một con đài Blasulic DT99, có thể nói là soái ca trong dòng bom bóc của Blasulic. Hôm trước thì cái con Blasulic DT99 này về hàng một con rất là đẹp và đã được bán đi ngay mà em chưa có kịp làm cái clip để giới thiệu đến anh em. Thì đã có rất là nhiều anh em muốn mua con đài này nhưng mà chưa có hàng. Nên vừa rồi em order được về cũng tương đối là nhiều. Nên là anh em nào muốn mua con đài DT99 này thì có thể liên hệ với em để đặt cọc trước nhá. Tại vì hàng đã về và đang được dọn dẹp để đưa lên hình. Đấy. Hôm nay thì đã xong được một em DT99 nên là em sẽ lên clip cho anh em xem. Như anh em thường biết thì là những cái dòng Blasulic bom bóc thì là những cái con đầu chín ấy, giống như DT909 này, DT99 này, DT95 và DT90 thì là những cái con mà được anh em rất là yêu thích và tìm kiếm rất là nhiều tại vì cái chất âm của nó thực sự rất là đỉnh. Đấy. Nếu về nói về cái ngoại hình và cái độ lặng trong bốn cái dòng của Blasulic bom bóc ấy thì con DT99 này có lẽ là một trong những cái con mà lặng nhất, to nhất và tiếng mạnh mẽ nhất luôn, có thể nói là vua bát. Đấy. Ngoài dòng này ra thì những con 99 hoặc là DT909 hoặc là DT95 thì nó cũng rất là hay. Đấy. Nhưng mà để nói về độ gấu ấy, thì con DT99 này phải nói là rất là gấu. Cái cấu tạo cái loa bát và cái loa mic của nó nhỉnh hơn cái DT909 một chút. Chất âm thì này, nó chỉ to hơn thôi, còn đâu hay thì nó như nhau. Đấy. Nhưng mà con này cảm giác như cái công suất của nó lớn hơn. Về cái ngoại hình của nó thì con này nó cũng to hơn con DT909 rất là nhiều. Tí nữa sau khi cái clip này xong thì em sẽ làm cái clip về con DT909. Đấy. Các bác có thể đặt hàng hai con này cho em. Bây giờ em đang có hàng sẵn rồi, chỉ có việc dọn lên để bán thôi. Đấy, nên là anh em muốn mua những cái dòng chùm cuối thì có thể liên hệ với em. Giờ chơi toàn chùm cuối thôi, không chơi mấy cái dòng thấp nữa. Đấy. Bây giờ em sẽ giới thiệu về cái con DT99 này. Như anh em thấy thì con DT99 này nó cũng như mấy con kia thì nó sẽ chơi được CD này, chơi được AUX này, chơi được cassette này. Đấy. Thì cái con DT99 này thì nó sử dụng một cái copa lắp gập. Đấy. Nhưng mà cái copa này là cái copa sử dụng bằng cơ điện nha các bác. Đấy. Chứ nó không phải là cái dạng mà nhấn lên nó bật lên. Đấy. Và con này nó sử dụng bằng cơ điện nên là nó rất là mạnh mẽ. Đấy. Tại vì những cái hàng mà đã sử dụng lâu rồi ấy, thì không thể tránh khỏi những cái cơ mà nó có thể nó yếu hoặc là như kia, nhưng mà cái đấy thì nó cũng không có quan trọng nhiều. Thì những cái con này ví dụ nó yếu thì chúng ta có thể lấy cái tay chúng ta đợi nhẹ lên cũng không sao cả, tại vì đây là những cái hàng đã cũ rồi. Cái quan trọng là mắt mũi rồi là cái tính năng của nó xài được rất là ổn, thế là rất là ok. Và cái ngoại hình của nó nữa, đấy, ngoại hình còn rất là đẹp. Đấy. Nói chung là những hàng cũ thì không thể nào mà tránh khỏi xước sát này kia, nhưng mà để được ưng ý và trưng bày đẹp mắt thì là nó cũng là cả một cái sự kỳ công để mình lau chùi dọn dẹp. Đấy. Và cái CD như các anh em thấy thì ở dưới này nó có một nút open. Open cái này là mở cái CD ra. Đây là cái nút nguồn. Đấy. Cái đây là hai cái hộc băng. Chúng ta nhấn vô để nó sẽ đẩy cái băng ra. Rất là tiện. Khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta sẽ nhấn nó lại. Và cái điều đặc biệt như anh em thấy thì là những cái con mà dòng 9 ấy, ví dụ như DT99 này hoặc là 909 hoặc là mấy con 90 hoặc là 95 thì là nó sẽ có một cái hệ thống equalizer hai màn hình tách biệt. Đấy. Như em này cũng thế này. Và toàn bộ cái hệ thống bàn phím nó đều nằm ở phía bên trên. Nó nằm ở phía bên trong này. Bây giờ em sẽ quay gần giới thiệu đến anh em.
ở phía bên trong này là cái toàn bộ cái hệ thống phím của nó. Ví dụ như ở đây thì nó là cái hệ thống của CD này, ở giữa đây là cái hệ thống của radio và cái AUX, ở bên này thì là cái của cassette. Phía trên này thì là nó có cái hệ thống bơ lăng đấy, để chỉnh cái loa bên này bên kia. Rồi tiếp theo ở phía bên trên này thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái chỉnh cái X-Bass này. Đó, X-Bass này thì chúng ta nhấn vào cái X-Bass này, giống như chúng ta chỉnh equalizer thôi, nhấn vào đây lên xuống. Đó, hoặc là lên. Con này nó chỉnh được cái equalizer nên là nghe tiếng bass chép nó rất là hay. Ở phía bên này thì nó có một số cái tính năng khác, giống như là cái delay, cái nhạc nước này này. Đấy, các bạn có thể thấy nó có thể chỉnh cái dạng sóng, rồi là dạng mưa rơi. Đấy, rất là hay. Rồi phía bên này chúng ta có thể chỉnh được cái tông nhạc. Đấy. Mò này. Đấy. Đây là em đang chỉnh theo cái của em, chỉnh được user mi 1. Nói chung là con này nói về cái chất âm thì khỏi được chê. Những cái dòng đầu 9 này thì anh em nếu mà chơi mà sưu tầm thì nên sưu tầm cả một bộ luôn, thì rất là hiếm nó đi về hàng và được đầy đủ như vậy. Hiện tại thì bên em 99 và 909 về rất là nhiều, đây là anh em có thể đặt hàng mua nhé. Cái này là cái phím này là cái phím to nhỏ. Giá đêm thâu đã thương nhau rồi mấy ai. Anh em có thể thấy là cái chất âm của con này thì thực sự rất là đỉnh. Bây giờ em sẽ chơi cái mở và lấy. Vài tiếng của nó rất là nổi nha các bác, rất là hay. Nhạc nước đánh cũng rất là đẹp. Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Bây giờ em sẽ mở đến cái cassette. Cái này em đang chơi cassette rồi cho các bạn. Con này thì cái chất lượng âm thanh nó cực kỳ lớn, loa nó nghe rất là hay. Băng không còn cái băng nào ngon ngon nghe. Đây là đang chơi cassette như các bác. CD nó làm dưới này rồi. Thời gian
này mà có băng tốt tốt tí là các bạn nghe rất là hay. Rồi cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào muốn mua thì có thể liên hệ với em để đặt hàng hoặc là đặt cọc lại những cái con tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bác.